rất là lạnh lùng với mọi người trong nhà, có tư duy lãnh đạo mọi người. Em chỉ biết rằng là em không sợ. Bà ơi bà, sao bà đẹp này mà bà đẻ con xấu? Anh ấy đã gọi cho em một cú điện thoại định mệnh. Anh cho rằng là với Hương là định mệnh đó. Trước khi em nói tiếp cái câu chuyện em là bắt đầu và bước chân vào trường đại học thương mại, thì anh và khán giả rất muốn nghe cái em mới gợi nhớ lại đó, là trong cái khoảng thời gian học cấp 3 với Phạm Hương có nhiều kỷ niệm lắm, về mái trường, về thầy cô, rồi một mối tình đầu với một anh chàng cùng trường. Anh đang muốn nghe cái... Có thể nói rằng là cái kỷ niệm về thời cấp 3 là một kỷ niệm đối với em thì không phải là tình yêu đâu. Không phải là... Vì em thú thực kể cả tới khi mà em học đại học em cũng chưa bao giờ có mối tình thời sinh viên. Lý do vì sao ta? Vì chỉ đơn giản rằng là khi đó thì em rất là cao. Cao gần như là nhất lớp rồi. Con gái thì không ai cao bằng em rồi. Mà cả trong lớp cũng không có ai con trai cao bằng em cả. Thì lúc đó cao là một cái đẹp hay cao là một cái tội? Và đặc biệt là lớp em thì lại là lớp chọn khối D. Tức là toán, văn và ngoại ngữ. Nên là lớp em thì cũng... Trong lớp chỉ có hai bạn nam thôi. Còn gần như là cả lớp là chỉ có con gái. Đó, Hương nó cao mét mấy? Thì khi đó là em đã rất là cao rồi. Cũng khoảng mét 7, sấp xỉ mét 7 rồi. Hoặc là hơn một chút. Mà cao lắm, thời đó cũng không ý thức được là mình phải mặc đẹp hay như nào hết. Mình chỉ đơn giản thôi. Mặc đồng phục đi học này. Rồi cao quá nhiều khi bạn bè đi cùng là chúng nó cũng ngại, chúng nó không muốn đi cùng với mình. Đấy. Nó bảo là thôi mày tránh xa đó. Như vậy lúc đó Hương nghĩ rằng cao là một cái đẹp hay cao là một cái tội? Lúc đó mình cũng tự ti lắm. Tại vì em cao nhưng mà em không được mập, rất là gầy. Kiểu gầy mà nhong nheo ra. Thì xong rồi, thì em cũng thấy là lúc đó là rất là tự ti. Tại vì rằng mình mua đồ cũng rất là khó. Nhiều khi mẹ em nói rằng là tao đi ra đường bây giờ muốn thấy một bộ quần áo rất là đẹp, muốn mua cho con mình mặc, mà con mình mặc không vừa, nên là mẹ rất là tức. Nên là em cảm thấy rất là khó chịu và tự ti. Thì khi đó mới quyết định là mẹ em cho em đi học rất là nhiều những cái môn mà vận động. Rồi em rất là thích chơi thể thao, em còn dành tận 3 năm để học võ cơ, để xem là mình có cải thiện được cân nặng hay không, có mập được không. À. Tức là em rất là ý thức về điều đó. Em muốn là cao và cân đối hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chơi thể thao. Là mình xem mình có thay đổi được không bằng cách là mình phải cho cơ thể mình vận động. Nhiều khi đi học mà đi học cả ngày tới tận 4-5 giờ chiều rồi, em vẫn dành thời gian đạp xe đạp này để đi học võ tới tận gần 2 tiếng nữa và 7 giờ tối mới về đến nhà cơ. Nên là cứ ngày nào cũng như vậy nhưng mà tự ý thức chứ không, bố mẹ cũng không khuyến khích hay động viên gì cho mình cả. Lúc đó là Hương đang tự ti về chiều cao nhưng mà có tự tin về nhan sắc của mình, có ai khen hay là làm cho Hương thấy rằng là à mình cũng là một trong những người mà sắc nước Hương trời lúc đó không? Không có, không hề có ạ. À. Lúc đó là chỉ rất là bình thường thôi, mà nhiều khi còn xấu lắm chứ không được như bây giờ đâu. Nhưng chắc hơi đen hơn hả? Da ngăm hơn. Da ngăm hơn này, xấu hơn rất là nhiều. Chú anh tưởng tượng đó là một người cao, hơi gầy và hơi da gầy dai. Nè. Xong rồi lại đeo một mắt kính cận rất là dày. Ồ em cận. Đó mà lúc đó mái tóc em là rất là dài, mái tóc lúc đó là dài chấm ngang mông thôi cơ. Tại vì mẹ em với cả bà ngoại thì không thích cho em cắt tóc, nên lúc đó chỉ tóc dài sẽ suốt ngày cột tóc lên và đeo mắt kính cận thôi, giống như hiện cô học sinh thời đó. Em cao nhờ gen của bố hay của mẹ? Bố em thì cũng không cao lắm, bố em thì chỉ cao hơn 1m7 một chút, còn mẹ em thì chỉ 1m6 thôi, nhưng mà chắc là đột biến gen một chút. Như vậy là cái cuộc thi đầu tiên em tham gia, một cuộc thi cũng nó mang tầm cỡ cũng lớn chứ phải là một cuộc thi ở góc độ đại học. Nhưng mà bản thân em thì thời điểm đó rất là đơn giản. Em gần như không biết bất cứ một cái gì về cuộc thi đó. Gần như em không biết thông tin, không biết bất cứ một cái chương trình đó là chương trình gì. Rất là ngây thơ. Em kể là anh nghĩ rằng là em không quan tâm cuộc thi gì, chỉ thấy rằng là người ta gọi mình đi cast. Đúng là em không có quan tâm đó là cuộc thi gì cả. Thì rất là đơn giản thôi. Thì quần áo này, trang phục của mình có cái gì thì mình cũng mang đến để mình mặc thôi, chứ mình cũng không có ai tài trợ, không có ai make up. Lúc đó là tự rất là đơn giản, rất là đơn giản. Thì tới chương trình mọi người sẽ tự có người make up cho, rồi chụp hình như thế nào, mọi người cũng giúp mình tất cả những cái điều đó, rất là đơn giản. Nó năm mấy Hương nhỉ? Đó là năm 2010.
810, 6 năm. Dạ, 6 năm về trước. Một bước ngoặt rất là quan trọng trong nghề. Thì em mới nói rằng là đó là chữ duyên. Vì em không phải là một người biết gì về nghề, không biết mọi thứ giống như một tờ giấy trắng. Và cũng không có chủ đích rằng mình sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp hay là hướng mình trở thành một người đẹp như vậy. Chỉ biết rằng là nó có duyên chọn mình và mình bắt đầu. Chỉ biết rằng lúc đó nhiều cuộc thi sắc đẹp đang rất cần những thí sinh. Cho nên là em không đăng ký và ta vẫn gọi cho em luôn. Nếu không có người gọi đó thì mãi mãi giờ này anh nói Phạm Hương cũng là một người chưa được khai quật đúng không? Chưa được khai quật. Dùng từ chính xác là em chưa được khai quật đúng không? Thì thời điểm đó khi mà em được lọt vào top 9 của miền Bắc thì em mới gọi điện về cho bố mẹ. Tức là khi mà em thi em cũng không thông báo đâu. Không thông báo rằng là mẹ ơi con sẽ thi cái này hoặc là con thi kia đâu. Mà tính em rất là khác người ta là cứ làm đi đã, có kết quả rồi hãy nói. Không có kết quả là thôi, sẽ không nói gì hết. Giống như vậy. Thì khi mà em thông báo với mẹ rằng là con được vào top 9 của cuộc thi này, và bây giờ là có một điều đặc biệt là cuộc thi này thì phải vào Sài Gòn để thi cơ, mà phải thi tới tận 2 tháng cơ. Mà thi 2 tháng là em phải cắt hết thông tin liên lạc với mọi người, không được dùng điện thoại mà em đang đi học. Đấy là một cái vô cùng khó khăn. Lúc đó cái ngoại hình em cho rằng đầy tự ti của em là gầy và cao á, thì trong cuộc thi đó nó trở nên là có tác dụng không? Chắc chắn là có tác dụng rồi. Tại vì mình cũng không ý thức được việc mình làm đẹp như thế nào hoặc ăn mặc sao cho đẹp, chỉ biết rằng là đến đó mọi người chụp hình và lựa hình thông qua những tấm hình đó thôi, và chọn thông qua những tấm hình đó thì mình thấy mình tại không, sao không mọi người lại chọn mình. Đó. Trước em vẫn còn thấy rằng là mình là một cái sự phiền muộn cho những người bạn bè đi cùng chung với em. Đúng mà rồi. Phiền muộn cho mẹ khi mua áo quần cho em mà em mang mặc cảm rất lớn chuyện đó. Em vẫn chấp nhận đi casting, tức là em đã vượt qua được cái mặc cảm ban đầu rồi. Em nghĩ là mình cũng có cái để mà người ta có thể là ưu ái chấm điểm đúng không? Tại vì khi đó là mọi người gọi em tới casting thì chắc chắn là em được thích nghi, được tiếp xúc với rất là nhiều thứ mới mẻ. Và bản thân em thì luôn hứng thú với những cái mới mẻ đó, luôn cho mình cơ hội được tiếp xúc với nó, được trải nghiệm nó. Quan trọng rằng tất cả từ những thứ nhỏ nhất mình cũng phải được đặt chân, đặt tay và được trải nghiệm. Cái bức tranh với những người mẫu xung quanh của em ngày hôm đó, người tham gia cuộc thi á, em nhìn xong cảm nhận là em thực sự tự tin vượt qua các mặc cảm trước đó không? Bản thân em thì thấy rằng là nó rất là đặc biệt, vì là có rất là nhiều người. Nhiều người, người đẹp cũng có, không đẹp cũng có. Người mình cảm thấy rằng là họ là một đối thủ thực sự cũng có. Người mình thấy rằng là thôi chắc người kia không bằng mình đâu cũng có. Nhưng mà chỉ thấy rằng là mình không có sợ. Em chỉ biết rằng là em không sợ. Vì mình cũng không ý thức, lúc đó là không ý thức được việc là mình phải hơn thua hoặc thi đấu với họ như thế nào. Chỉ biết rằng là giống như một cuộc chơi thì mình phải chơi như thế nào theo cách của mình thôi. Chứ em cũng không phải ý thức rằng là họ như thế mình phải thi đấu với họ như thế nào. Và hoàn toàn cái sự mặc cảm tự ti về cái chiều cao quá khổ em bây giờ là không còn nữa. Không còn nữa, chắc chắn rồi là không còn nữa. Tại vì mọi người cũng cao đấy, mọi người cũng như mình mà đó. Thì mình không sợ nữa đó, ý nói rằng là cũng chiều cao đó mà trong một cái môi trường là bạn bè cùng lớp thấp hơn em. Đúng rồi. Mình thấy mình quá khổ, mình thấy rằng là một cái sự phiền muộn. Nhưng mà vô tập thể đều có chiều cao. Mà có cái câu chuyện đặc biệt hơn nữa đó là gì? Đó là khi mà em lên đại học thì mọi người lại rất là thích chiều cao đó. Đó. Các bạn cùng lớp bằng tuổi với em thì thấy em cao hơn, mọi người gọi em là chị. Tức là mọi người thấy rằng là mình lớn hơn họ đó. Em nhớ là khi mà em làm lớp trưởng thì các bạn ngồi cùng bàn với em gọi em bằng chị và có biệt danh là chị trưởng. Nhưng mà rồi thì kết quả cuối cùng? Kết quả cuối cùng thì là sau gần 2 tháng thì em bị loại ở top 8 của cuộc thi. Thì có một điều đặc biệt là gì? Là như anh biết là cuộc thi khi mà thí sinh bị loại là sẽ giống như là ngay lập tức trở về cái ngôi nhà đó, rồi thu dọn hành lý, rồi rời khỏi cái nhà chung. Thì anh nghĩ rằng cái cảm giác đó là chắc chắn là cũng sẽ không bao giờ quên được. Chắc chắn luôn, chắc chắn luôn. Cảm giác mình là người đầu tiên thất bại. Cảm giác đầu tiên thất bại của mình như thế nào? Và cái cảm giác mình phải đối mặt với mọi thứ cuộc sống của mình khi mình trở lại sẽ như thế nào? Đấy là vô cùng khác.
và em chắc chắn là không thể nào mà quên được. Em sẽ nói với ba mẹ chuyện gì khi em đang dừng bước ở top 8 đó? Em thì em nhớ là khi đó là đêm rất là trễ rồi. Em bị vòng loại đó bình thường là phải 3 giờ đêm, 3 giờ sáng thì em mới bắt đầu là xong hành lý để ra ngoài. Thì ra ngoài xong là em phải được đưa đến một khách sạn để ở riêng tách mọi người, cũng chưa được về Hà Nội luôn đâu. Mà hôm sau thì mới được bay về Hà Nội. Thì lúc đó là chỉ mong là cầm được điện thoại thôi, tại vì mọi người thu điện thoại của em rồi. Lúc đó là chỉ mong lấy được điện thoại thôi. Mà cũng 3 giờ rồi, 3 giờ sáng thì lúc đó bố mẹ cũng chẳng ai còn thức nữa. Thì thôi cũng mong chờ đến sáng đấy, chỉ để thông báo với bố mẹ là con bị out rồi, con được ra ngoài rồi. Nhưng mà là gì? Không phải thất vọng là, mà là vì cảm giác là mình sung sướng được trở lại cuộc sống bình thường. Biết đó, em là người luôn luôn thích ứng với những cái điều mà gọi như là mình không mong muốn, để em chuyển thành cái điều mà nó là hạnh phúc. Em là người giỏi chuyện đó đúng không? Biết cách, anh dùng từ là biết cách hóa giải. Tại vì bên trong cái ngôi nhà chung đó nó quá nhiều áp lực. Thực sự là quá nhiều áp lực đối với em, quá nhiều sự căng thẳng. Và em thì lúc đó còn rất là đơn giản, mình không có tinh thần cạnh tranh, không có sự quyết đấu, quyết chiến gọi là mạnh mẽ. Đó, anh nghĩ là lý do vì sao mà em tìm được, em có lý giải rằng em không thành công trong cái cuộc thi đó là ở chỗ nào không? Thì em nghĩ là đấy là yếu tố quan trọng, rằng là mình chưa cho mọi người thấy được cái cá tính của mình, cái con người thực sự của mình, và đặc biệt là sự quyết tâm của mình ở cuộc thi đó. Và có một tín hiệu khác từ những người kiểu như là thích em, ngưỡng mộ em, có không? Em thì chỉ biết rằng là các bạn trong lớp thì cả nam cả nữ thôi, mọi người cũng thay đổi cách nhìn có về hai mình. Người nam mà. À không, khi lên đại học thì lớp 60 bạn, nhiều bạn nam hơn. À. Thì chỉ biết rằng mọi người thay đổi cách nhìn về mình, mọi người thần tượng mình lắm. À. Mọi người cũng ngưỡng mộ mình thôi, chứ còn cũng không có anh nào nói rằng là thích mình hay là yêu mình đâu. Không, anh nghĩ tại em không để ý là người ta không có dám thấu lộ rõ. Đúng là em về lớp chắc là sẽ có một số thay đổi, xáo trộn trong ngay trong lớp mình, có những bạn sinh viên nam sẽ nhìn em khác. Chắc chắn có thay đổi, chắc chắn là có. Còn nếu không á thì những sinh viên đó giờ này vô cùng tiếc nuối. Ngay thời điểm đó mà không chịu cua giờ này sao cua được. Không, tại vì thường chúng nó không cao hơn em đâu. Nè. Mà con trai nó không thích người yêu cao hơn nó đâu. Không, sai lầm, vẫn thích như thường, chỉ sợ là tao không thích thôi. Không, tại vì mấy bạn nam, em thì mọi người biết tính em rất là cá tính. Và thường là cái nhóm con trai trong lớp thì em lại chơi hết rồi. Nên cũng giống như là mấy thằng bạn đang mấy chơi bạn, với như nhau. Mày tao, như mày tao luôn ha. Đúng rồi, nên là mình cũng không ý thức được điều đó, rằng không biết là ai thích mình hay không là mình cũng không biết nè. Và mấy bạn nam nó thích ta cũng sẽ ngại nói, giờ lỡ mày tao rồi ông đã kêu anh em mày kỳ quá, dự miệng đúng không? Nên gần như là thời điểm đó thêm kể cũng chẳng có tín hiệu nào từ những bạn khác phái cùng lớp. Nhưng mà những người khán giả trong cuộc thi đó có ai làm quen với em không? Em thì thời điểm đó cũng chưa biết chơi Facebook. chưa lây lan gì cả luôn. Cũng đúng rồi, hình ảnh của mình cũng chưa gọi là quá mở rộng. Như vậy đến lúc nào Hương Anh đang, nãy giờ em tìm được một cái người đã gọi điện thoại em vào nghề, đã tìm được một người khen em xinh đẹp, anh đang tìm một người nào đó là tỏ tình đầu tiên với em, ba cái đầu tiên với một hoa hậu Phạm Hương rất là vui, rất là anh đang thèm người thứ một cái chữ thứ ba, là người nào là người đầu tiên đã tỏ tình với hoa hậu Phạm Hương? Em thì không nhớ chính xác thời điểm nào. Nhưng mà giờ đã không nhận là có rồi đúng không? Giờ là có rồi. Có, nhưng mà bây giờ thì không phải là tình yêu nữa. Bây giờ là tình bạn. À không, mình không khe chuyện đó, để cho mình đang tìm được cái người đầu tiên. Em nghĩ người đầu tiên thì cũng cách đây là chắc là khoảng mới 2 năm về trước thôi. Tức là rất là trễ. 2 năm rất là trễ. Lúc đó em cũng tốt nghiệp đại học rồi. Đó là một sinh viên tốt nghiệp học mà mới yêu, mối tình đầu thì không phải trễ đâu mà rất là trễ luôn. Hương nghe rất là trễ luôn á. Ở nhà ba mẹ có thắc mắc chuyện này không? Không ạ. Bố mẹ em thì đặc biệt là không thắc mắc về điều đó. Cũng ngọt á. Ba mẹ khi cũng nghịch lý là nhiều khi á, là sợ con như yêu đương sớm, không lo việc học thì hành. Thì không lo được việc học. Mà còn ở không đi hoài, sợ nó ế. Nên đúng là luôn luôn giằng co về chuyện không, con gái lớn. Thực sự tới tận thời điểm này bố mẹ em cũng không bao giờ giục em, không bao giờ hỏi em về người yêu, hay là giục em là phải lấy chồng sớm hay không? Anh nghĩ là một sự hiểu em và cũng đó là cá tính á. Chứ hầu hết ba mẹ nào cũng vậy Hương à. Con gái lớn mà tới 30 mà không có chồng coi như là ế rồi còn gì đúng không Hương?
Nhưng mà Hương thì chưa đến tuổi đó, vẫn còn trẻ, thì nói chung là cái sự nôn nóng chưa bộc lộ rõ. Thử ở không vài năm nữa coi, coi ông bà có hối không thì biết liền. Trong đó không đủ không, bình tĩnh nhưng đâu. Mà với cả em cũng nghĩ rằng là sợ khi mà con gái ở quê thì tuổi đó mà không có ai yêu đương là cũng báo động đấy. Báo động rồi. Chứ còn bây giờ đi xa thì chắc không lo đâu. Không, mà bây giờ lại càng không bao giờ lo chuyện đó. Vấn đề chỗ giờ sợ là một lúc có nhiều chàng rể đến gọi hỏi coi như là muốn cưới quá, không biết chọn người nào đó. Không biết chọn người nào. Đấy. Bây giờ là không sợ ế mà sợ như là nó quá tải, phải không?